Đây là số ngày 13/1/2021, chúng ta đã trở lại giải bóng đá Cúp Trung Hồng Thông Bạc Lâm Đồng năm 2021, phiên bản Cúp C1, đại loại và Cúp Quốc gia 2021. Hôm nay sẽ đặt tên cho những năm mới hơn, những thập kỷ mới mẻ hơn, trước khi tập quan cũ, nít cũ đã bôi hiệu hóa cho đến hết năm 2020 này. Và cũng như là hy vọng rằng kể từ ngày 11/1/2021 là sẽ đổi tên cho chương trình này, đó là giải bóng đá của quốc gia trong một mùa thông vào đầu 2021 giữa chủ nhà, đó là vui cùng với cháu. Bên tay trái và bên tay phải là 100 giây rực rỡ. Rồi, khó hỏi bằng này coi. Hello Tuấn Anh. Hello. Mấy bắt cái biệt là bao nhiêu bàn rồi? 3-0. Bên kia hả? Tệ đấy. Tỷ số là 3-0. Bây giờ đội vui cùng con cháu ra hôm nay, con nghĩ để cho đội 100 giây được rỡ dẫn cách biệt 3 bàn. Và bên vui cùng con cháu không có một bàn thắng nào. Đây là một trong những gì trong số này diễn ra vào rất sớm, giờ lúc 14 giờ. Có lẽ là đây là Tuấn Anh, nhưng mặt rất là đẹp trai, cũng là đồng đội cho đội 12 năm. Có vẻ là hơi căng thẳng rất là nhiều. Đây là đội tuyển chúng ta vẫn được theo dõi. Ở trong số trước rồi, 100 biệt độ đã giành chiến thắng dịp nhà nhẹ nhàng trước bậc thể danh, đó là 5-4. Trong khi đó, đối với vụ cùng con cháu thì có chiến thắng tối thiểu chứ siêu bất ngờ chủ nhà với tỷ số 2-1. Chiến thắng ngày hôm nay với siêu bất ngờ là những gì rất là may mắn, cũng so với cặp đấu trước rồi. Nên bây giờ nó khó khăn hơn rất là nhiều, nên đội hình này khiến cho hàng cầu thủ không thể nào tăng cao được. Ngày hôm nay để cho đội lợi thế thuộc về đội 100 giây được rỡ rồi. Trời ơi, đã thi đấu có 29 phút rồi, cũng ra tới hơi muộn nên là không cảm. Thì số là 3-0 thuộc về đội 100 giây được rỡ. Thì như cũng đã quay trở lại rồi, chắc chắn điều đó không xảy ra được. Tuy nhiên, bỗng nhiên mà chúng ta có thể làm những điều hậu quả này xấu hơn. Đội Hà lao động nha. Đây là tất cả các học sinh cũng đang tổ chức khoa buổi lao động đầu năm của kỳ 2. Đó là chuẩn bị cho năm 2021, cho dịp Tết Tân Sửu sắp tới đây, để mà làm có thể làm gọn gàng hơn. Nhưng điều đó chắc chắn là không thể xảy ra được, mà chứng tỏ những gì mà làm được có trả lời phân kích hơn. Năm nay đội cùng cháu nhưng không có bàn được thắng nào. Đội cùng con cháu là một game show hay ước trở nên ngày càng tốt hơn so với 100 miền cửa. Nhưng về lối chơi như thế này đã không thực sự may mắn hơn cho chủ nhà đội cùng con cháu này. Đội cùng con cháu sống được 1 giờ trưa chủ nhật trên HTV9. Còn 100 miền cửa mùa 1 đến mùa 2, 21:10 thứ 6. Và mùa 3 là 20 giờ tối thứ 7 trên VTV3.
cả ba mùa xong trên VTV3. Sam với Quang Vĩ Huy cặp đôi, Sam với ca sĩ Sam và ca sĩ Tim cặp đôi đối đầu với MC nghệ sĩ Minh Linh mở chủ nhà. Đây là thủ môn Phạm Xuân Cường đối đầu với Nguyễn Tuấn Anh. Hai bên gặp mặt và cũng như đối đầu với nhau một cách nhanh chóng hơn. Hiện giờ có tỷ số 3-0 nhưng mà đội 100 giây được gỡ. Có vẻ là sự rằng là không thể làm được trò vui cùng con cháu rồi. Biết Tuấn Anh nhưng đã không thể làm được. Ngày hôm nay Tuấn Anh không thể làm được trò vui cùng con cháu rồi. Vòng này là vòng ở bảng chi, vòng đấu 2, đấu thứ 2, vòng đấu lại 2. Vòng đấu lại 2 chắc chắn điều sẽ xảy ra nhiều hơn. Được cách cái lối chơi thì không thực sự thành thạo được. Cuộc trả lời có vẻ là khó khăn hơn nhất là nhiều. Đây là Hoàng Thanh Kim Ngân. Đi đâu á? Đi đâu kìa cha chứ. Nay ngày nghỉ mà. Và các bạn đừng quên đăng ký, like, subscribe để ủng hộ cho các chương trình cập nhật này để mơ đặc sắc mới lạ hơn. Do đó nó gọi vào những buổi lãnh tỏa này thì đây chắc chắn là không xảy ra được. Như buổi cùng con cháu ngày hôm nay có vẻ là chơi xấu hơn rất là nhiều. Chủ nhà so với 100 nghìn lượt rỡ của Chelsea Sam và Tim. So với vụ điều bàn thì có vẻ là vụ điều bàn ngày càng hài hước hơn. Ban đầu với mở màn chương trình thì cũng là một trong những tiêu phẩm đặc sắc của Kỳ Khương, bên đạo múa Johnny Trân cũng như là Đại Nghĩa cũng đang tham gia đóng kịch này. Nhưng sau 100 điều cỡ thì có người khác thôi. Chỉ có khác với giai điệu âm nhạc với màn biểu diễn thôi. Điều đó là sẽ là làm được. Rất dễ dàng nhưng chỉ dùng sóc bóng như thế này là không đủ. Của đội 100 giây được gỡ. Cổ động viên ai rất là đông. Trong khi những học sinh đang ở bên tay trái đây đang có một buổi lao động đầy thú vị hơn. Một buổi đánh cầu, đánh cái gì đá cầu. Một buổi đá cầu có vẻ là một buổi chuỗi hoạt động có ý nghĩa nhiều hơn cho tình nguyện viên này. Tuấn Anh là một người rất nổi tiếng cũng đã khiến cho buổi đấu trời nhưng không thành công. Năm nay bên Tuấn Anh đã bị cho bên đàn Phạm Xuân Cường mở thế rồi với 3-0. Chưa có một đội nào mà một chủ nhà như thế này là không làm được cho cùng con cháu. Điều đó không xảy ra được. Nên đây câu trả lời có vẻ là không thành công. Rất khó. Khó làm cho Tuấn Anh đã không thể có một pha kiểm soát được. Hãy làm đi Tuấn Anh. Hôm nay rất gian xảo rồi. Chắc chắn điều đó có thể làm được. Trong chiều hôm nay trời khá nắng rất đẹp, không có gì xảy ra với tác động này.
quá hay, nhưng nhiều lần như thế này là cuối cùng chó đã không có một pha kiểm soát bóng được. Tiếc cho đồng đội của Tuấn Anh. Đây là Hoàng Thanh Kim Ngân đây, đội của chủ nhà cuối cùng con cháu. Đối đầu với Kim Lư. Và không nhận đồng đội và bạn đội tuyển nữ khác cũng như thế. Bạn này là bạn Chi. Đúng là Kim Lư đã không làm được nhưng đã đi sang ngang. Điều đó là không thể chứng tỏ rằng là với chỉ cần nối chơi nhưng cả hai đội đều bằng nhau. Coi như hòa nhau thôi, không chưa có pha kiến tạo được. Cho gì mình mà may mắn hơn. Cô đòi trường du học, trường đi học du học cơ sở Hai Bà Trưng. Cũng là ngày đầu của ngày thứ hai, cũng tổ chức qua buổi kéo co, cũng là một hoạt động đáng đích thực cho các trò chơi đặc sắc này. Đó có thể là một trong những buổi hoạt động cắm trại. Cắm trại 26 tháng 3, cũng có thể là tổ chức sớm qua dịp Tết Trung Thu. Cũng đã trôi qua. Đặc sắc nhất là đêm thu cổ tích. Chương trình dành cho thiếu nhi và cũng như là một số điều mới mẻ hơn, một số tiểu phẩm hài hước hơn. Nên game show khiến cho game show trở nên ngày càng phát triển cho một buổi động ngoại khóa kéo co trong những ngày đầu chào cơ, cũng như là qua một buổi trò chơi thú vị tại trường học cơ sở Hai Bà Trưng. Nên do giải bóng đá 15 mở rộng nên không tham gia được, vì chủ nhật có một buổi văn nghệ, có thể là một buổi văn nghệ giao lưu cùng với nhà trường và các học sinh, các thầy cô, nên trường Hai Bà Trưng không tổ chức được vì lý do đảm bảo cho chương trình văn nghệ đặc sắc này. Nên chỉ có 37 đội có mặt, chỉ còn cộng một đội nữa coi như là 8 đội, nhưng mà ba đội chỉ có tham gia vòng 2, còn 4 đội là chỉ có vòng 3 vòng. Kim Lư rất tiếc rồi. Đây là lần thứ rất nhiều lần rồi, nói chung rất nhiều lần rồi, nên ta không thực hiện thành công được. Tôi nghĩ là điều đó không xảy ra, không thể xảy ra dành cho, không thể xảy ra này dành cho vui cùng con cháu cũng như 100 giây tuyệt đỡ. Nhưng vui cùng con cháu đặc biệt là để kiểm soát bóng nhưng đã không có niềm vui được. Rồi, chúng ta đã kết thúc sau 30 phút trôi qua rồi. 3-0 là tỷ số chung cuộc, đã cũng thắng thuộc về cuối cùng con cháu. 100 giây được rỡ. 3-0 là kết quả chung cuộc. Như vậy là chúng ta biết là chiến thắng này có 6 điểm rồi. Và hiệu số bàn của bộ cuối cùng 100 giây được rỡ là dương 4. Dương 4. Và kết thúc với những màn tranh tài, chỉ là thứ 2 liên tiếp rồi. Hy vọng những gì mà làm được cho cặp đôi Sam và Kim nên trở nên bài hát sôi nổi hơn với những tiết mục hoàn hảo. Chúng ta sẽ tạm chia tay vào bóng đá cúp chiều một phổ thông vòng đồng mùa 2021 đây. Đây là hết giữa vui cùng con cháu gặp 100 điều đỡ qua 30 phút của cặp đấu ngày 13 tháng 1 2021. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong chương trình lần tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tôi là Trần Văn Minh Chí, lớp 12, trường trung học phổ thông Bảo Đồng, tỉnh Đắk Nông. Xin chào và hẹn gặp lại.